Thái Nguyên đệ nhất danh trà, nước xanh như cuốn, đậm đà tình quê. Dẫu xa ngàn dặm sơn khê, hương thơm cuốn quýt lối về đường đi. Cây chè Thái Nguyên là một trong những loại cây công nghiệp mang lại nguồn kinh tế cao và là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên. Nhắc đến trà, không thể không nhắc đến vùng đất Thái Nguyên, nơi hàng năm sản xuất và phân phối chè đến mọi miền tổ quốc. Chè được xuất khẩu sang nước ngoài quả bán nét đẹp thanh tao của ẩm thực đất Việt. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đã từng nghe qua câu chè Thái, gái Tuyên, để ca ngợi Thái Nguyên là vùng chè ngon và Tuyên Quang thì có những cô gái xinh đẹp. Có rất nhiều nơi trồng chè nhưng không ở đâu có được cái mùi vị đặc trưng say đắm lòng người như ở địa phương này. Chè Thái Nguyên nổi tiếng nhất là vùng Tân Cương. Tại đây, hương vị nước trà thanh thanh, chát nhẹ, rồi bỗng chốc ngọt liệm nơi đầu lưỡi, quyến rũ vô cùng. Để có được những tách trà ngon, phụ thuộc rất lớn vào bàn tay chăm sóc của những nghệ nhân trồng chè. Chỉ những người có kinh nghiệm lâu năm mới biết cách làm sao để có được những búp chè thơm ngon nhất, hương vị hấp dẫn đến giọt cuối cùng. Chè phải được hái từ sáng sớm mới đạt chuẩn về chất lượng, sau đó trải qua công đoạn sao sấy cẩn thận mới đưa đến tay người tiêu dùng. Mảnh đất Thái Nguyên có khí hậu ôn hòa kết hợp với bàn tay chăm bón cẩn thận của con người, tạo nên thứ trà thơm ngon nhất. Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị kinh tế của khu vực Bắc nói riêng, của vùng Trung Du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng Trung Du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được mệnh danh là thủ đô gió ngàn, Thái Nguyên là vùng đất có về bề dày lịch sử và văn hóa, giao truyền thống cách mạng nhờ những điều kiện tự nhiên và sự đa dạng về văn hóa. Nhắc đến Thái Nguyên, không thể không nhắc đến khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu du lịch sinh thái Thái Hải, suối Mỏ Gà, khu du lịch Hang Phượng Hoàng, khu bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nằm giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên và các công trình tâm linh, đền chùa với kiến trúc nghệ thuật như đền Đũng, chùa Hang. Trong video ngày hôm nay sẽ đưa các bạn cùng khám phá toàn cảnh trung tâm thành phố Thái Nguyên. Các bạn đừng quên bấm like, share để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình nhé! Thái Nguyên là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, tỉnh lỵ là thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 75 km và là tỉnh nằm trong vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực Đông Bắc hay cả vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1 tháng 1 1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế đang phát triển ở miền Bắc. Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước, với quy mô tổng cộng hàng chục trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu. Vị trí địa lý, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 3.562,82 km2, có vị trí địa lý phía Bắc giáp tỉnh Bắc Cạn, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang, phía Nam giáp thủ đô Hà Nội. Tỉnh Thái Nguyên trung bình cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km, cách biên giới Trung Quốc 200 km, cách trung tâm Hà Nội 75 km và trung tâm thành phố Hải Phòng 200 km. Với vị trí địa lý là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục của khu vực Bắc nói riêng và của vùng Trung Du miền núi phía Bắc nói chung, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng Trung Du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Việc giao lưu đã được thực hiện thông qua hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rải quạt mà thành phố Thái Nguyên là đầu nút. Tên gọi Thái Nguyên là từ Hán Việt, Thái ở đây có nghĩa là to lớn hay rộng rãi, Nguyên có nghĩa là cánh đồng hoặc chỗ đất rộng và bằng phẳng. Tỉnh Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ tư sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Thái Nguyên là trung tâm giáo dục lớn với 9 trường đại học, 11 trường cao đẳng và nhiều trường trung cấp nghề. Thủ đô kháng chiến. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nhiều ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ thường xuyên qua lại hoạt động phát triển lực lượng ở Thái Nguyên. Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới Thái Nguyên và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp từ căn cứ chính tại ATK Định Hóa. Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mở chiến dịch biên giới thu đông 1950, chiến cục Đông Xuân 1953-1954, cũng như quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử và hàng loạt các sự kiện quan trọng khác. Ngày 1 tháng 7 năm 1956, Thái Nguyên là một trong 6 tỉnh thuộc khu tự trị Việt Bắc mới thành lập.
thị xã Thái Nguyên là thủ phủ khu tự trị Việt Bắc. Ngày 19 tháng 10 năm 1962 thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 1965 hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn thành tỉnh Bắc Thái. Ngày 6 tháng 11 năm 1996 chia tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Sau khi tái lập, tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính gồm thành phố Thái Nguyên, tỉnh lỵ, thị xã Sông Công và 7 huyện: Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, thành lập thành phố Sông Công trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sông Công, thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Phổ Yên. Ngày 10 tháng 4 năm 2022, thành lập thành phố Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phổ Yên. Tỉnh Thái Nguyên có 3 thành phố và 6 huyện như hiện nay. Về giao thông, Thái Nguyên có hệ thống hạ tầng giao thông tương đối phát triển, với một tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, một tuyến tiền cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới, 5 tuyến quốc lộ đi qua. Do là tỉnh Trung Du nên giao thông đường sông của tỉnh chủ yếu chỉ phát triển ở sông Cầu và sông Công, đoạn cuối nguồn thuộc tỉnh. Dự án cụm cảng Đa Phúc được xây dựng tại thành phố Phổ Yên có thể kết nối đến cảng Hải Phòng. Về kinh tế, Thái Nguyên thuộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, một vùng được coi là nghèo và chậm phát triển nhất tại Việt Nam. Tuy vậy, Thái Nguyên lại có nền kinh tế phát triển từ rất sớm, trong đó công nghiệp đóng vai trò là chủ yếu, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đạt 8,59%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số và đứng thứ tư của cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt giá trị 932.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 32,1 tỷ USD. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 18.540 tỷ đồng, vượt 3.986,5 tỷ đồng so với kế hoạch chính phủ giao. Thái Nguyên là điểm sáng quen thuộc về thu hút vốn FDI của cả nước nhờ tập trung đầu tư hạ tầng, nỗ lực cải cách hành chính, nắm bắt vướng mắc và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp. Năm nay, tỉnh duy trì vị trí trong top đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI, với số vốn FDI tăng thêm trong năm trên 1,5 tỷ USD và nằm trong top 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Đây là những điểm nhấn quan trọng về phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2022, góp phần tạo ra tăng trưởng ổn định bền vững cho tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Các đặc sản ẩm thực địa phương như chè Tân Cương, chè Búp Khô, chè Xanh, Cơm Lam Định Hóa, Nan La Hiên, bánh trứng kiến Định Hóa, rượu men lá Cầu Mai, xôi ngũ sắc Định Hóa, sắn cốm Phúc Lương, rau bò khai Định Hóa, bánh chiên bờ đậu, ổi Linh Nham, gạo bao thai Định Hóa, tôm cuốn Thừa Lâm. Thái Nguyên, vùng đất tiềm năng và lợi thế, hồ núi Cốc có quy mô 25 km mặt nước, có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, nhiều khu vực bán ngập, nối liền với vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo. Thái Nguyên có hệ thống hang động thiên nhiên còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Hang chùa huyện Đồng Hỷ, khu du lịch hang Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, suối Mỏ Gà huyện Võ Nhai, hồ suối Lạnh thị xã Phổ Yên, hồ Gành Chè thành phố Sông Công tạo ra tiềm năng rất lớn cho đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 34.995 ha, trong đó khu vực sườn Đông Tam Đảo thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên có diện tích khoảng trên 5.000 ha, có tiềm năng du lịch kết hợp nghỉ dưỡng là điểm nhấn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Thái Nguyên có nhiều tài nguyên khoáng sản như than đá có trữ lượng khoảng 90 triệu tấn, lớn thứ hai trong cả nước sau khu mỏ than Quảng Ninh. Quặng sắt có trữ lượng khoảng trên 50 triệu tấn, wolfram với trữ lượng khoảng 21 triệu tấn. Đây là những lợi thế để nhà đầu tư có thể đầu tư chế biến sâu các loại khoáng sản và sản xuất các loại vật liệu xây dựng. An toàn khu vực Bắc ATK, di tích quốc gia đặc biệt nên lưu giữ những tư liệu quý giá về hoạt động của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu lịch sử. Bên cạnh đó còn có các di tích kiến trúc nghệ thuật chùa, đình, đền tại nhiều địa phương trong tỉnh như khu bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu di tích vua Lý Nam Đế, đền Trũm, chùa Hang, chùa Phủ Liễn, đền Xương Rồng, khu di tích lịch sử quốc gia Thanh Niên Xung Phong, đại đội 915. Thái Nguyên có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các địa phương và cửa khẩu quốc tế,
Đường hàng không cách sân bay Nội Bài 50 km, thời gian di chuyển khoảng 45 phút, thời gian di chuyển từ khu vực phát triển phía Nam huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công tới sân bay khoảng 30 phút. Thái Nguyên có hệ thống đường bộ với quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên với chiều dài 62 km, quốc lộ 37 kết nối Bắc Giang-Thái Nguyên-Tuyên Quang, quốc lộ 1B kết nối Thái Nguyên-Lạng Sơn, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội kết nối với các tỉnh trong khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ rất thuận tiện. Hệ thống đường sắt kết nối Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn và đường sắt Bắc Nam, đường sông có cảng Đa Phúc kết nối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và cảng Hải Phòng. Còn các bạn thấy sao về tỉnh Thái Nguyên? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.